nhằm một bài thơ của thầy, rồi sau đó có thể con tự giới thiệu cho con bài thơ. Rồi con Năm, thì khi con Năm con muốn đứng ở đâu, đứng ở đây hay đứng ở đây, rồi đứng ở đây đi nha. Rồi sau khi con Năm xong thì con đi về, thì cô sẽ giới thiệu trưởng lớp lên tiếp nhận để đọc tổng kết đó. Rồi sau đó thì trưởng lớp sẽ mời mấy vị lên phát biểu, thì quý vị cũng lên phát biểu cũng đến chỗ này. Rồi sau đó thì đến một cái màn khác, một cái màn của tụi con. Rồi sau đó thì có thể là xong một webcast tắt máy rồi á, thì giao cho con làm MC tới cái phần sinh hoạt sau. Cuộc đời cứ đều là những cái màn đóng phim thôi quý vị. Bây giờ là mình đóng phim, trong đóng phim tích hợp mình làm mẫu ở trong phim bao đó. Cái chủ đề về tiến trình công chứng là có hai phần.
Và cái trạng thái này Đức Phật diễn tả đó là tâm tâm hà hay là tâm nhân. Ta hà có nghĩa là như vậy hay là như thế, tức là không có diễn tả được cái gì trong cái trạng thái này. Sau khi chứng ngộ được cái trạng thái tâm đa hà của mình, cũng như chứng ngộ pháp tánh và pháp giới tánh qua lý dược khởi, thì Đức Phật nhận thấy cái chỗ mà mình chứng ngộ này nó thâm sâu vi diệu, không thể dùng những cái quy ước của thế gian mà diễn đạt. Do đó Đức Phật mới tạm sắp xếp để phân chia ra hai loại chân lý trong Phật pháp, đó là chân lý quy ước và chân lý báo hiệu. Thì chân lý quy ước tạm dùng lời, dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt, để hướng dẫn người tu lần lần chuyển đổi tâm và để hướng tới chân lý báo hiệu. Do đó trong Phật pháp có hai chân lý, một cái gọi là tục đế bát nhã và một đó là chân đế bát nhã. Cái chủ đề này mình đã học trong lớp trung cấp 1. Thì tục đế bát nhã còn dùng lời, tức là còn dùng cái dùng của trí thức để phân biệt so sánh đúng sai, ý căn để suy nghĩ, tính toán và trí năng. Trong khi đó, chân đế bát nhã là không dùng lời. Đó là những cái chủ đề mà mình đã biết, đó là chân như không mà uyển. Còn bên tục đế bát nhã thì Đức Phật hướng dẫn hai cái bài kinh, đó là thứ nhất là tứ đế và thứ hai là kinh vô ngã tướng. Trong bài kinh vô ngã tướng mình đã học có
Thứ nhất là chủ đề về ngũ uẩn. Thứ hai là tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Nó nằm trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Phần này thuộc về tục đế Bát Nhã, và hai bài kinh này nằm trong kinh Chuyển Pháp Luân. Tức là hai bài kinh mà Đức Phật dạy đầu tiên cho cái nhóm Kiều Trần Nhân. Thì sau khi Đức Phật giảng bài kinh Tứ Đế thì cả năm vị đạo sĩ chứng được cái quả Nhập Lưu, tức là cái quả thánh đầu tiên trong A La Hán đạo. Và một tuần sau Đức Phật giảng cái kinh Vô Ngã Tướng thì cả năm vị đắc quả A La Hán, là năm vị A La Hán đầu tiên. Thì sau khi năm vị này đắc quả A La Hán rồi thì ở trong đời có đủ tam bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Mà tại sao Đức Phật phải phân chia Phật Pháp cho là hai? Cái mức độ thấp gọi là tục đế Bát Nhã, mức độ cao là chân đế Bát Nhã, là vì căn cơ của chúng sinh có nhiều hạng khác nhau. Thì cái tâm thế gian cũng sử dụng lời, cũng là sử dụng kiến thức, chính tâm và trí năng, nhưng họ chưa tỉnh ngộ. Còn khi tu tập pháp của Phật thì mình tạm gọi đó là trí năng đã tỉnh ngộ rồi. Khi trí năng tỉnh ngộ thì nó yên lặng, không có suy đoán, không có suy luận lăng xăng, không có bóp méo sự thật. Mà khi trí năng nó yên lặng thì ý thức và ý căn nó cũng yên lặng theo. Cho nên tâm bắt đầu tĩnh lặng, chấp nhận pháp của Đức Phật để mà tu tập. Do đó, cái điều kiện đầu tiên của một người đi trên cái con đường tâm linh đó là phải tỉnh ngộ. Nếu không tỉnh ngộ thì mình ở trong cái tâm thế gian hay là cái tâm phàm phu, thì cái tâm này gọi là vọng tâm, hay là tâm phàm phu. Thì trong cái tâm phàm phu này, ý thức nó có cái chức năng là nó phân biệt hai bên, cho nên gọi nó là tâm hai bên hay là tâm nhị nguyên. Khi phân biệt hai bên thường hay đưa tới sai lầm, tức là chủ quan. Ý căn cái chức năng chính của nó là suy nghĩ, hướng tới quá khứ, lấy những cái việc, dữ kiện, những cái kinh nghiệm trong quá khứ để mà tính toán, để mà suy nghĩ. Do đó dính mắc trong quá khứ. Trí năng thì dính mắc trong tương lai, tại vì nó là suy đoán hay là suy luận trong tương lai. Do ba cái chức năng suy nghĩ, phân biệt và suy đoán này nó bị chi phối bởi cái mớ làm ô nhiễm tâm mà Phật khi chứng ngộ lần thứ nhất đã nhận ra được đầu mối của đau khổ ở trong đời là lậu hoặc. Nó cũng là nguyên tố để tái sinh, gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc mình đã học rồi, là những cái mớ làm cho tâm nhơ mẩn đi, mà Đức Phật chia ra làm bốn nhóm lậu hoặc, nhớ không? Thứ nhất là vô minh lậu,
tinh quang nhân quả, quy luật biến dịch, vân vân, thì những người không thông hiểu những cái phương thức tu đó gọi là vô minh. Thứ nhì, nhóm lậu hoặc thứ hai đó là dục lậu. Dục là ham muốn khao khát mà không bao giờ đủ. Thì trong dục lậu người ta kể ra có năm thứ đó, gọi là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Quý vị đều đã hiểu hết rồi, cô không nhắc lại nữa. Nhóm lậu hoặc thứ ba là hữu lậu. Hữu ở đây là mong muốn mình hiện hữu trong tương lai, trong đời này hay tương lai đời sau, nơi một cảnh giới nào mà mình thích. Thì chính cái lòng ham muốn mình có mặt, mình sống hoài như thế là nhân tố trực tiếp để tái sinh, gọi là hữu lậu. Thì cái ý muốn mình sống hoài, cái ý muốn mình có mặt trong đời sau, nó rất là mãnh liệt trong mỗi người chúng ta. Nó trở thành cái bản năng của mình, đó là cái bản năng sống còn. Thì cái bản năng chiến đấu, bản năng tự vệ cũng để hướng tới cái mục tiêu là mình sống còn. Cho nên khi nó trở thành bản năng, nó có một sức mạnh riêng để đưa mình phải đi tái sinh, đó là hữu lậu. Và cái nhóm lậu hoặc thứ tư là kiến lậu. Kiến là cái quan điểm, là cái thấy, cái nhìn của mình về cuộc đời, về mình, về người khác. Mà cái thấy này sai lầm, đi ngược lại với những cái chân lý mà Đức Phật dạy, thì gọi là kiến lậu. Thì bốn cái nhóm đó tạo thành ra lậu hoặc, gọi chung một danh từ tổng quát là lậu hoặc. Đó là danh từ của Đức Phật dùng trong hệ kinh Nguyên Thủy. Còn trong hệ kinh Phát Triển và Thiền Tông thì dùng cái từ tập khí. Thì khi sử dụng cái từ tập khí, các vị tổ không có giải thích rõ ràng nó bao gồm những gì như Đức Phật đã kể ở trong lậu hoặc. Thì nói chung tập khí là những cái gì mình quân tập cũng từ bao nhiêu đời, giống như lậu hoặc. Và những cái mà mình quân tập đó là mình ưa thích, đi tới đam mê, không có thể nào từ bỏ được. Thì những cái anh thích đam mê đó, nó sẽ theo mình trên suốt cái dòng luân hồi của mình, và gọi chung là tập khí. Có nghĩa là vì mình ham thích đam mê, cho nên nó ghi thành những cái ấn tượng sâu đậm trong tâm của mình. Do đó khi mình ra đi, mình mang theo, thì gọi chung là tập khí. Ngoài lậu hoặc hay tập khí, còn có kiết sử và tùy niên. Kiết sử là những cái sợi dây trói buộc tâm. Thì những cái sợi dây này thực ra nó cũng không ra ngoài những cái mớ lậu hoặc hay tập khí. Ngoài ra nó còn thêm vào là những cái truyền thống, những tập quán, những cái nề nếp mà xã hội quân tập bó buộc con người phải tuân theo. Những cái truyền thống gia đình, truyền thống văn hóa, truyền thống dân tộc, truyền thống tôn giáo, vân vân, gọi chung hết là kiết sử. Cái nghĩa gốc của từ kiết sử là sợi dây trói buộc tâm. Tùy niên là những cái khuynh hướng sâu đậm ẩn ngầm bên dưới tâm của mình, luôn luôn nó lay lướt tâm mình, luôn luôn nó cho những cái tín hiệu về lối này của tâm, mà có khi mình không hay biết là mình bị nó chi phối. Cho nên tùy niên nó sâu sắc hơn là lậu hoặc, và nó cũng ảnh hưởng tới tâm của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình sâu đậm lắm, mà mình có khi không biết. Thì đây là những cái mớ gọi chung là ẩn ở bên trong tâm của mình,
và nó chi phối suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Cho nên từ đó là nó tạo ra nghiệp. Và tất cả những cái mớ này nó lập thành lên cái ngã của mình. Và từ đó là tạo nghiệp. Tức là nghiệp ý, nghiệp lời và nghiệp thân. Thì sống trong cuộc đời không phải là nghiệp xấu tất cả đâu, cũng có nghiệp tốt nữa. Nhưng mà cái nghiệp tốt này nó cũng có cái giới hạn, nó có điều kiện, cho nên nó không phải thật sự là tốt hoàn toàn. Điều kiện và ranh giới của cái tốt này nó vẫn là chủ quan, tại vì bên dưới của nó là cái ngã. Thành thử đối với mình nói là tốt, đối với người khác chưa chắc người ta công nhận đó là hoàn toàn tốt. Thành thử nói tốt xấu nó vẫn nằm ở trong ranh giới của cái ngã. Tức là khi có cái ngã là mình đã sử dụng cái ý thức để phân biệt ta và người khác. Cho nên dầu cho mình có làm việc tốt, nó vẫn có ranh giới tốt đối với những cái gì của ta, còn những cái của người khác thì không chắc là tốt. Cho nên vẫn là tạo nghiệp. Do đó Đức Phật gọi cái cuộc đời là biển khổ. Vì mình ham muốn hoài không đủ, cho nên không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ an lạc, do đó là đưa tới đau khổ thôi. Thì khổ đây là cái chân lý thứ nhất ở trong bốn chân lý tứ diệu đế. Khi mình học về chủ đề tứ đế, mình đã nhận ra Đức Phật phân tích tới 13 thứ khổ, mà cái khổ thứ 13 là do mình chấp ngã, tức là chấp ngũ uẩn á, cho rằng ngũ uẩn là cái thiền, chưa có nhận ra vô ngã. Thì đây là cô nói khái quát cái tâm thế gian của người chưa biết đi vào con đường tu tập theo Phật pháp. Thì cái kết quả là khổ về thân và khổ về tâm. Thế khi cái tâm của mình khi vui, khi buồn, khi thương, khi giận á, là cái tâm dao động lâm sanh và dính mắc vào trong cuộc đời. Mà khi cái tâm lâm sanh dao động thì nó ảnh hưởng tới thân của mình tức khắc, tức là ảnh hưởng tới giao cảm thần kinh. Từ đó những cái chất sinh hóa học không tốt nó sẽ xuất hiện. Và đó là nguồn cội của bệnh tâm lý, tức là stress, và nguồn cội của bệnh tâm thể, tức là những cái bệnh của thân do tâm rối loạn gây ra. Và cuối cùng, cái kết quả cuối cùng là luân hồi sinh tử, triền miên thân. Là tại vì mỗi khi mình tái sinh ở trong đời, mà may mắn lắm mình mới tái sinh lên khỏi người. Nếu mình nghiệp ác nhiều quá thì mình tái sinh những cái cõi khác không có tốt. Còn nếu như mình có nghiệp thiện thì mình mới được tái sinh khỏi trời. Còn đầy đủ nhân cách làm người thì mới tái sinh khỏi người. Mà khi tái sinh trong một cái đời sống, biết đâu mình có làm lỗi sơ sót để tạo nghiệp nữa. Thành thử cứ tái sinh hoài chị nghe. Đó là cái dòng luân hồi. Thì khi mình học về 12 nhân duyên thì mình đã thấy cái dòng luân hồi là một cái vòng tròn khép kín. Và trong mỗi mắt xích của 12 nhân duyên, bên dưới nó là đạo quả, kiết sử tự nhiên, chi phối. Ví dụ như khi mình, bây giờ mình đang có mặt ở trong đời, là mình sống ở trong cuộc đời, luôn luôn giác quan của mình tiếp xúc với bên ngoài, đó là có cái xúc. Khi tiếp xúc thì mình có liền cái cảm thọ, thích hay không thích. Thì những cái tín hiệu cảm thọ này nó sẽ truyền tới ái, truyền tới thủ, truyền tới hữu, thì cái đó là nhân tố tái sinh.
gì mình thích. Ví dụ mình thành công ở trong đời, có địa vị, có tiền bạc, thì mình sinh ra muốn nắm giữ, đó là đủ. Mà mình giàu quá, mình có chức vị danh vọng cao sang, thì mình lại muốn sắc hòa, đó là đủ. Mình cũng muốn đời sau mình ở trong những cảnh giới tốt hơn nữa, thì đó là hữu. Và như thế là cái nhân để tái sinh. Cho nên bên dưới của tâm mình, khi mình sinh ra ở trong đời là có ít hay nhiều cái mớ làm cho tâm ô nhiễm. Khi mình thực sự không còn cái mớ lậu hoặc hay tập khí hay kiến sử hay tự nhiên, có nghĩa là cái ngã chấm dứt, mình có kinh nghiệm vô ngã thì mình sẽ không còn tạo nghiệp, và như vậy là chấm dứt luân hồi sự tử. Cho nên khi Đức Phật tiếp ngộ ba minh, trong cái minh thứ ba Đức Phật tiếp ngộ nguyên nhân của khổ là lậu hoặc, hay là nguyên nhân của tái sinh là lậu hoặc. Do đó chấm dứt lậu hoặc thì chấm dứt tái sinh, chấm dứt hết cái chuỗi luân hồi sinh tử. Ở đây cô mới nhắc lại khái quát cái tâm thế gian chưa biết tu tập thì kết quả là như vậy. Tâm thì dao động, buồn thì đau khổ, thân thì bệnh tật, và trí thì chỉ là trí thế gian. Thì bây giờ khi chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta bước vào đường tu tập, bắt đầu học pháp của Đức Phật dạy. Và những cái pháp này, những cái pháp có thể dùng lời để mà làm giảng, và chúng ta cũng có thể suy nghĩ phân biệt đúng sai để mà tu tập. Ví dụ như trong Tứ Đế nè, khi Đức Phật nói rằng cuộc đời là biển khổ thì mình chấp nhận ngay tức khắc, tại vì mình ít nhất cũng phải kinh nghiệm từ trong bản thân của mình cái tâm khổ hay là cái thân khổ rồi, cho nên mình sẽ chấp nhận cái chân lý thứ nhất, cuộc đời là biển khổ thôi. Rồi từ đó Đức Phật có hướng dẫn đi lên tới cái cuối cùng là cái con đường tu tập để chấm dứt khổ. Và khi mình chấp nhận cái chân lý thứ nhất cuộc đời là khổ và bắt đầu có chánh kiến này, rồi mình tu tập theo bát chánh đạo, cái bước đầu tiên rất là dễ là chánh tư duy, còn cho cái gì suy nghĩ là còn sử dụng cái dụng biết nam, nhưng mà bây giờ nó đã qua đây rồi, biết có là suy nghĩ đúng. Ví dụ như mình muốn tu tập theo Phật, mình đi tìm hiểu tiểu sử Phật, cuộc đời Phật, tu tập ra làm sao để mình bắt chước theo, rồi mình đi chọn pháp nào, con đường nào để mình tu tập, là vẫn còn sử dụng ý thức, ý căn và chức năng, nhưng mà đã tỉnh ngộ rồi là vẫn còn dùng lời. Đó là chánh tư duy. Rồi chánh ngữ thì bây giờ lời nói cũng đúng, cũng chân chánh, đó là vẫn còn dùng lời. Chánh nghiệp, hành động đúng. Chánh mạng, cái nuôi sống cái mạng của mình theo cái phương thức đúng. Đó là những cái phương thức tu tập trong bước đầu vẫn còn dùng lời, tức là vẫn dùng còn cái sự suy nghĩ, cái sự phân biệt so sánh và cái trí năng tỉnh ngộ. Cho nên cái pháp tứ diệu đế được xếp là dùng cho bậc trung căn, và được xếp là tục đế bát nhã. Vì nó cũng dùng lời giống như bên cái tâm phàm phu, cho nên mới có cái chữ tục đế. Nhưng để phân biệt với cái tục đế thực sự của tâm phàm phu thì các vị tổ mới thêm hai chữ bát nhã vô. Tức là cái tục đế này tuy còn dùng lời nhưng nó sẽ hướng tới trí tuệ bát nhã, thành ra dùng chữ tục đế bát nhã. Trong khi ở đây
ba cái chủ đề này thì được các vị tổ xếp nó là chân lễ bát nhã. Hay còn gọi là chân lý tối hậu, là chân lý sau cùng, chân lý cao nhất. Còn ở đây là chân lý quy ước. Đó, có những cái tên như vậy. Thì những chủ đề này mình đã học rồi hết, trong đó cũng có một lời. Thì giữa cái biết có lời đi tới cái mức cuối cùng là nhận thức không lời, nó phải có cái bước chuyển tiếp. Cho con kính đỏ hay xanh như này, đây là ấn xúc chạm, nó nằm ở trên vị đỉnh. Đây là tánh thấy, nó nằm ở vị chuẩn. Đây là tánh nghe, nó nằm ở vị thái dương. Cô tạm dùng những cái biểu đồ này để định cái vị trí ở trong não bộ, nơi xuất phát ra các tánh thấy nghe là xuất chạm. Tức là những chỗ đó có cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm mà trong thầm lặng không lời, thì mình tạm gọi đó là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Nó là cái biết bản giác, tức là cái biết từ khởi thủy hay là bẩm sinh, từ khi mình mới sinh ra nó đã có rồi và nó vẫn như thế mãi mãi, mặc dù mình không có sử dụng nó, không khai triển nó, nhưng mà nó không có mất đi. Cho nên cái biết này còn gọi là cái biết bản giác, tức là cái biết đầu tiên, cái biết căn bản của con người. Thì trong thiền tâm thường gọi đó là tánh. Tánh là chữ bản thể, chữ nature đó. Thì thiền tâm gọi ba cái tánh thấy, nghe, xúc chạm là tánh giác. Tánh giác đó là cái từ mudita. Thực ra chỉ là tánh biết thôi, tức là cái biết không lời. Còn bên đây là cái biết có lời. Nhưng nội dung khác. Bên tâm phàm phu biết những cái gì thuộc về đời sống bình thường, còn ở bên cái biết của trí năng tỉnh ngộ tu học Phật pháp thì cái biết có lời, nhưng mà nội dung đó là Phật pháp, cho nên cái tâm đã chuyển đổi rồi. Thì ở đây khi tu tập được và tâm chuyển đổi, mình cũng có thể xem đây là bắt đầu của tâm bậc thánh, không còn là tâm phàm phu nữa. Vì ở đây là bắt đầu có tuệ trí. Tuệ trí tiếng Anh nó là cái từ insight, tiếng Bản Lý là cái từ nhà na, là trí. Còn cái tiếng Sanskrit là viết hơi khác. Tiếng Sanskrit, cái chữ em này có dấu nặng, chữ em này không có dấu nặng. Đó là nói trí. Và mình tổng chữ là tuệ trí, để mình phân biệt cái trí thế gian. Thì qua tới phẩm giác, đã là cái biết không lời.
Và khi cái biết không lời thì vững chắc thì mình tạm gọi là thầm nhận biết. Và thầy xài cái chữ biết này là thầy xài cái từ awareness. Là cái biết, biết không lời. Còn cái từ thầm nhận biết này thầy dịch nó là từ passive awareness. Ngoài ra ở trong lớp trung cấp ba Bát Nhã chúng ta còn có thêm cái chủ đề ba la mật. Bây giờ cô nói tiếp các ba la mật. Thì cũng là nằm ở trong quả la mật. Khi kinh nghiệm cái định bất động thì Ngài bật ra Phật tánh cho tới viên mãn, tức là nó cứ phát triển hoài tới viên mãn đầy đủ. Khi Ngài chứng ngộ những cái điều bí ẩn của vũ trụ và con người, tức là Ngài giải thích được
từ đâu mà có mặt con người trên thế gian, từ đâu mà thế gian này được thành lập, con người cái đời sống như thế nào, xoay chuyển như thế nào, hay là vũ trụ này biến dịch như thế nào, và rồi sẽ đi về đâu, con người đi về đâu, vũ trụ đi về đâu. Thì tất cả những cái câu hỏi bí ẩn đó Đức Phật đều đã giải thích ra hết. Và Ngài là người đầu tiên nhận ra những cái câu giải đáp chính xác đó. Cho nên Ngài được đời tôn xưng là Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Và sau đó Ngài đạt được cái danh hiệu là Đức Phật Thế Tôn, tức là người cao nhất ở trên cõi trời và cõi người, là Đức Thế Tôn. Tuy nhiên Đức Phật chỉ tự xưng mình là Như Lai. Mình đã học cái từ Như Lai dần biết rồi. Từ cái chỗ chứng ngộ tâm như mà Ngài xưng mình là Như Lai. Ta thà là ta. Ta thà là Như, ra ta là Lai. Có nghĩa là đã đến từ chỗ tâm như, hay đã kinh nghiệm chân như. Cho nên Tây Phương họ dịch cái từ such known, hay là từ thus come, đó là đã đến, đã tới từ chỗ như thế. Thì qua cái danh hiệu Như Lai gán cho Đức Phật Thích Ca, cũng như về sau hệ phát triển các vị tổ khi chủ trương trong mười phương thế giới có mười phương chư Phật, thì tất cả vị Phật trong mười phương thế giới đều có cái danh hiệu là Như Lai, các đức Như Lai, các đấng Như Lai, và có những cái tên gì riêng đó, nhưng mà cuối cùng có hàng chữ Như Lai. Thì cái điều đó nói lên cái gì? Nói lên là qua cái trạng thái chứng ngộ chân như của tâm mình, hay là chứng ngộ chân như của vũ trụ, của hiện tượng thế gian, thì các ngài sẽ phát huy được đầy đủ sâu sắc Phật tính của các ngài. Do đó là một cái điều xác minh là mục tiêu để phát huy trí tuệ tâm linh phải là kinh nghiệm được cái chỗ chân như. Do đó nên Thầy Thiện Chủ mới xếp chủ đề chân như là cái mục tiêu cuối cùng để thể nhập của chúng ta. Thì đó là cô nhắc lại Đức Phật khi ở trong trạng thái định vận động, thì Ngài bật ra hết tất cả cái tiềm năng giác ngộ của Ngài và thành Phật gọi là Như Lai, và Ngài tự xưng Ngài là Như Lai. Nhưng mà đối với chúng ta, dù cho chúng ta đi cái con đường này mà kinh nghiệm cái chỗ nhận thức biết không lời mà chân nhân, chúng ta cũng còn lậu hoặc hay tập khí kiết sử và tùy niên, vẫn còn chưa có đầy đủ công hạnh như Đức Phật Thích Ca. Thành thử còn một cái đoạn đường phải đi tiếp mà các vị tổ gọi là Ba La Mật. Thì đây là cái con đường gọi là Ba La Mật để đưa tới cái quả vị Phật. Cái từ Ba La Mật là phiên âm của cái từ Paramita, nhớ không? Mình đã học rồi. Paramita là đến được bờ bên kia, mà người Trung Hoa nói là đáo mỹ ngạn, tức là tới bờ bên kia. Như vậy ở đây là bờ bên kia nè. Và bờ bên này là cái bờ thế gian. Là cái bến bờ của khổ, bến bờ của mê,
bến bờ của luân hồi sinh tử, bến bờ của nghiệp. Còn bờ bên kia là bến bờ của giác ngộ, bến bờ của an lạc, của niết bàn, bến bờ của giải thoát. Thì con đường tu tập đi qua bờ bên kia gọi là ba la mật. Thì các vị tổ phân chia ra nhiều loại ba la mật. Có hai hệ trong Phật pháp, đó là hệ Theravada hay là nguyên thủy và hệ phát triển. Thì hệ hệ phát triển thì có sáu ba la mật, gọi là lục độ ba la mật. Thứ nhất là cái gì? Bố thí ba la mật. Thứ hai, trì giới ba la mật. Thứ ba, tinh tấn ba la mật. Thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Thứ năm, thiền định ba la mật. Thứ sáu là huệ ba la mật hay là bát nhã ba la mật. Huệ là bát nhã, dịch là từ lý căn. Đây là lục độ ba la mật của hệ phát triển. Trong khi đó hỏi nguyên thủy thì có 10 ba la mật. Tôi viết ở trên này. Hệ nguyên thủy. Đây là hệ Theravada. Thứ nhất cũng là bố thí ba la mật. Thứ hai là giới ba la mật cũng giống. Thứ ba chỗ này khác nè, xuất gia ba la mật. Thứ tư chân thật ba la mật. Thứ năm nhà nhẫn nhục ba la mật. Thứ sáu tinh tấn ba la mật. Thứ bảy quyết định ba la mật. Thứ tám có huệ ba la mật. Thứ chín tần ba la mật. Thứ mười xả ba la mật. Như vậy thì thấy có điểm khác biệt. Và trong này cái điểm khác biệt quan trọng đó là xuất gia ba la mật. Vì thế mà trong hệ Theravada lúc ban đầu là không có người nữ xuất gia. Và trong tăng đoàn thì chỉ có nam tu sĩ thôi, không có nữ tu sĩ, cũng không có cư sĩ được tới tu tập. Người cư sĩ nam hay nữ chỉ có nhiệm vụ là cúng dường chư tăng, và bắt buộc muốn tu tập những cái pháp cao sâu sắc trong Phật pháp thì phải xuất gia.
hay là mời cái bài hạt đại linh đi vào tới cái thoát ly luân hồi sinh tử và kinh nghiệm cái chỗ giải thoát hoàn toàn, giải thoát tối hậu hay là giác ngộ hoàn toàn, mình gọi là quả nhiên Phật, tức là Phật tánh trong mỗi người phát huy cho tới đầy đủ viên mãn. Thì thời xưa có hai cái con đường tu tập giống như là hai cái lý tưởng của người tu theo Đức Phật, một lý tưởng là A La Hán đạo, một lý tưởng là Bồ Tát đạo. A La Hán đạo là những vị trong thời Đức Phật, ngay chính Đức Phật cũng thường gọi là A La Hán, chánh đẳng chánh giác. Tại vì cái quả vị A La Hán xem như là cái quả vị cao nhất của người tu thời đó, cho nên đôi khi người ta cũng gọi Đức Phật là vị A La Hán, mà có thêm là chánh đẳng giác. Thì giờ cái chủ trương của A La Hán đạo là tu tập để diệt sạch lậu hoặc, hễ không còn lậu hoặc thì không còn tái sinh, đó là chủ trương của A La Hán đạo. Thì mình có thể xem như là đi tới đây, con đường này tạm xem như là A La Hán đạo. Vì sao các vị tổ phát triển chủ trương cần phải phát cái nguyện là đạt được quả vị Phật và đời đời tái sinh để mà độ đời? Thì cái phát nguyện này gọi là Bồ Tát đạo, tức là quý ngài còn đi thêm một đoạn đường nữa, và cái đoạn đường này xem như là đời đời thực hành Bồ Tát đạo. Khi mình phát nguyện mình phải đạt được quả vị Phật và giáo hóa chúng sinh đó, thì gọi là Bồ Tát đạo. Và dĩ nhiên Bồ Tát đạo phải qua cái đoạn đường của A La Hán đạo, còn cộng thêm một đoạn đường tiếp tục nữa để giáo hóa chúng sinh đó. Như vậy các vị A La Hán kia ra đi gọi là nhập niết bàn, thì cái chỗ này đối với các vị A La Hán đã là niết bàn rồi, mà khi mình còn sống thì gọi là hưởng dương niết bàn, và khi bỏ cái thân rồi thì gọi là vô dương niết bàn. Tại sao có nhiều chỗ để vô dương hay vô dương y giống nhau? Đó là cái từ của Hán văn thôi. Hữu dư còn có cái thân, hoặc là người ta nói là hữu dư y nhất bàn, thêm chữ y nữa. Còn khi chết thì gọi là vô dư hay là vô dư y nhất bàn. Thì do những cái thuật ngữ này mình biết là cái trạng thái nhất bàn là trạng thái bao nhiêu, chứ không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi trốn nhất định, mà đó là trạng thái tâm như. Đó là vô tạm đúc kết là cái con đường tâm linh. Bây giờ cô nhắc qua liên hệ tới trên
thiền xứ và kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh niệm xứ, trong đó Đức Phật lấy bốn cái phạm trù để mà thực hành, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Hai cái bước để thực hành chính đó là tuệ tri như thật, và cái bước sau là chánh niệm như vậy. Thì cái bước thứ nhất là tuệ tri như thật trong bốn hoài nghi, xem như là cái bước chuyển tiếp giữa cái chỗ cái biết không lời và cái nhận thức không lời, đó là cái bước của chánh niệm tỉnh giác. Thân, thọ, tâm, pháp. Cái bước đầu tiên là tuệ tri như thật. Thì mình nếu mà thực hành cái bước thấp đó là biết như thật về thân, thọ, tâm, pháp, rồi mình làm thực hành đều đặn liên mật, nó trở thành là chánh niệm tỉnh giác như thật, và mức cuối cùng là nhận thức như thật. Như vậy nó qua tới như vậy rồi. Từ đây nó sẽ chuyển qua chỗ này là an trú chánh niệm như vậy. Như vậy nó đã tiến vô tới nhận thức không lời rồi. Đó là hai bước trong kinh tứ niệm xứ để thực hành, là hai cái bước rốt ráo. Tại sao gọi là rốt ráo? Cái bước đầu mà là tuệ tri như thật, làm sao để tuệ tri như thật là phải có một khoảng thời gian dài tu tập để kinh nghiệm cái chỗ trí năng tỉnh ngộ, kinh nghiệm tới biết không lời, rồi mới đi tới được cái tuệ tri như thật. Mình tâm mình phải dừng niệm, không dính mắc với tất cả những cái gì trong thân, thọ, tâm, pháp, rồi sau đó mới thấy được như thật, tức là thấy cái đang là. Và cuối cùng rồi nó trở thành dừng hết tâm là chỉ an trú chỗ thấy như vậy, biết như vậy hay là nhận thức như vậy thôi. Và từ cái hai bước của pháp như thật và pháp chân như để thực hành thân, thọ, tâm, pháp, đó là phần giảng theo sát những cái phương thức ở trong kinh. Bây giờ cô liên hệ với kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi Đức Phật nhắc đi nhắc lại cái chỗ chánh niệm, thì biết chánh niệm tức là cái biết không lời của tánh giác thì gọi là chánh niệm. Luôn luôn trong kinh xài hai cái chữ chánh niệm. Từ chánh niệm này mới đưa tới chánh định. Chánh định hay là định bất động giống nhau. Còn nếu như mình giảng chánh niệm là cái niệm tốt, niệm đúng thì nó còn có lời. Còn cái chánh niệm không lời này mới là nền tảng để đưa tới chánh định. Cho nên chánh niệm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là cái biết không lời của tánh giác. Khi thực hành hít thở, Đức Phật cũng hướng dẫn rất là
chị ấy đi tới gốc cây, đi tới khu rừng, đi tới ngôi nhà trống, ngồi xuống kiết già lưng thẳng, chị ấy đặt chánh niệm trước mặt, rồi chị ấy mới bắt đầu hít vô thở ra, hít vô ngắn tội chi, hít vô ngắn, thở ra ngắn tội chi, thở ra ngắn, thì cái đó là tôi biết không là, và phải thực hành là rồi mới có kinh nghiệm được, tôi biết không là. Cho nên trong cái bước đầu đó đã là định không tầm không tới rồi. Đó là cô liên hệ tới điểm thứ nhất là cái từ chánh niệm rất là thường dùng ở trong kinh Đại Bát Nhã Hoàng. Bây giờ cô liên hệ tới cái điểm thứ hai, giới, định và huệ. Định cùng tôi giới thì cái định đó còn là cái định thấp, tức là cái định không cần có tứ và có xuất có nhập. Cho nên khi ở trong định thì giới đứng đầy đủ, mà khi ra khỏi định thì có thể phạm sai lầm, có thể dính mắc như thế gian. Do đó Đức Phật phải bổ túc cho cái người có cái định này chưa có vững chắc trong bốn bài nghi, cho nên phải cùng tôi với giới, để trong khi mình xả định ra, tâm mình giữ, có giới luật để mình gìn giữ, không có tạo nghiệp. Cho nên định phải cùng tôi với giới. Rồi cái bước thứ hai là tội cùng tôi với định. Tội ở đó là cái tội còn có lời. Khi mình tu tập cái này thôi thì mình có tội trí thôi. Tội trí tức là cái từ nãy cô nói là từ nhà Na, mà trong kinh theo cái kiểu tội tức là có tu học pháp của Đức Phật gọi là tội trí. Đó là cái từ insight. Thì cái tội trí này cũng là cái trí cao hơn trí thế gian. Ở đây là trí thế gian, ở đây đang gọi là trí xuất thế gian hay là siêu vượt thế gian. Là tại vì cái trí này hiểu biết về những cái chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ, cho nên nó cao hơn cái trí phàm phu, gọi là trí xuất thế gian. Thì bây giờ những người tu tập có cái trí xuất thế gian này rồi, nhưng cái tâm chưa dừng lại, thành ngữ phải cùng tu với định để cho tâm dừng lại, và từ đó nó tiến lên nữa, gọi là đạt được kết quả, quả gì lớn hơn, lợi ích lớn hơn. Điểm thứ ba là tâm cùng tu với tuệ. Tâm ở đây gọi là chánh định. Tại vì khi Đức Phật nói định bất động, có khi ở trong kinh khác như kinh Phạm Hạnh thì Đức Phật gọi là tâm bất động, là tâm giải thoát của ta. Cho nên định đặt trên tâm, trạng thái tâm vững chắc dừng lại thì gọi là định. Thành thử khi nói tâm cùng tu với tuệ ở đây là những chủ đề thuộc về thiền huệ hay là thiền huệ đó. Tâm là trạng thái nhận thức không lời cùng tôi với tuệ, để gì? Để thể nhập thì gọi là chân như định hay không định hay ngữ định. Thì bây giờ Phật tấm phải bật ra phân kiến dạy thêm, thì cái trí huệ mà bật ra này á gọi là huệ siêu vượt hay là huệ bát nhã, nó là Phật tánh đó. Thì trong cái Phật tánh này có trực giác là trước nhất, để tiến tới siêu trực giác. Siêu trực giác tức là không có dùng giác quan mà vẫn nhận biết công chuyện vượt qua thời gian và không gian, gọi là siêu trực giác. Rồi còn có cái tính cách sáng tạo, chứ không phải là học hỏi hay là đoạt chức. Rồi còn có tâm từ bi dị xã nữa. Và cuối cùng là cái điện tài, điện tài vô ngại. Tất cả cái này mình tạm gọi đó là Phật tánh, hay là cái năng lực kiến giải của trí ngộ tâm, của trí tuệ tâm linh.
sử dụng giác quan. Mà qua tới chỗ kinh nghiệm tâm như lời đã không sử dụng giác quan mà sử dụng những cái chủ đề trừu tượng và siêu vượng, chân như không hay nguyện. Làm sao thể nhập chân như hay không hay nguyện? Có nghĩa là làm sao cho chân như hay không hay nguyện nội tại trong nhận thức không lời, thì đó là thể nhập. Khi chân như nội tại trong nhận thức không lời, mình tạm gọi là chân như định, hay là vô tướng định, hay là vô trụ định. Còn khi không nội tại trong nhận thức không lời thì gọi là không định. Khi nguyện nội tại trong nhận thức không lời thì gọi là như nguyện định. Thì bây giờ hoàn toàn đóng cửa cái dùng biết có lời, rồi đóng cửa luôn cái dùng của các giác quan hay là các tánh. Thì bây giờ ở cái chỗ hoàn toàn nhận thức không lời này mới bật ra được cái trí tuệ thông minh từ từ. Thì đây là một cái tiến trình phát huy từ khắp thế gian của Phật tánh. Giờ tới đây thì mình mới là sử dụng phản xạ thụ động, còn ở đây là phản xạ giác quan. Tức là qua giác quan mà thực hành thiền với cái biết không lời, thực hành thiền biết không lời thì mình tạo ra phản xạ giác quan. Còn bắt đầu ở đây không sử dụng giác quan thì gọi là phản xạ thụ động hay là phản xạ ngoài giác quan. Bắt đầu từ đây mà thực hành tiếp tới mới gọi được là ba la mật. Cô thí dụ tại sao phải đòi hỏi bắt đầu bằng cái chỗ tâm như hay là nhận thức không lời mới thực hành được ba la mật? Ví dụ cái ba la mật thứ nhất là bố thí. Bố thí là cho. Khi mình cho một người cái gì đó mà mình thấy có ta, có người đó nhận và có cái vật mình bố thí, mình còn suy nghĩ cái người đó đáng được bố thí hay không, và mình cho bao nhiêu, mình cho tiền hay là mình bố thí cái vật gì khác, cái đó còn có lời không? Còn có lời. Thế còn nằm ở đây có lời phân biệt cái người đó mình cho đúng hay không, hay là cái người đó ví dụ như sẽ lấy tiền của mình đi cờ bạc thôi mình cũng cho, hoặc là mình cho dân miền Trung mình cũng cho dân Diên Châu, ví dụ vậy đi. Đó là bố thí mà còn ở trong tâm mình thôi. Cho nên nghiệp tốt nhưng mà có giới hạn, hưởng được cái quả tốt nhưng mà cái quả này cũng là quả gọi là hữu lậu, là có cái lậu hoặc có cái ngã thì mình bố thí, phải không? Dạ. Yeah. Còn bố thí ba la mật nó ở đây nằm ở đây nè. Bây giờ mình còn có phân biệt so sánh người này người kia không? Không. Không. Tại vì đâu có ý thức, còn ý thức mới còn phân biệt. Mình có suy nghĩ nên cho bao nhiêu không? Ở chỗ này có suy nghĩ không? Không. Không. Mà mình cho có lòng không? Không lòng. Có trực giác. Có trực giác. À, cũng đối. Trực giác là cái miếng sắc bén tức khắc, không thông qua suy nghĩ hay là phân biệt so sánh. Mình có trực giác. Cho nên mình sẽ bố thí mà gọi là bố thí ba la mật. À, ở trong kinh sách các vị tổ nói là đó là tâm luôn không tịnh. Tâm luôn không tịnh. Không tịnh nghĩa là vắng lặng, không khởi lên suy nghĩ. Tâm luôn là ba cái yếu tố. Thứ nhất là người bố thí, mình không khởi lên ta bố thí, tức là có cái ngã. Ở trong này cái chỗ này có cái ngã không? Không. Đâu có nói ra lời gì đâu mà có cái ngã. Người bố thí cũng giác lặng. Người nhận. Cái người nhận cũng giác lặng. Là vậy mình đâu có phân biệt người này người kia. Cái của bố thí cũng mình không có bác ý gì của bố thí nhiều ít gì hết. Gọi là tâm luân không tịnh.
Như vậy sẽ ở trong cái tâm này hoàn toàn không tác ý gì hết. Khi bố thí thì cho, mà cho bằng trực giác, cho nên không có sai lầm. Và cái bố thí đó gọi là bố thí ba la mật, thì gọi là công đức vô lậu. Nó trở thành công đức mà vô lậu là tại vì không có lậu hoặc, không có lậu hoặc trong cái bố thí, thì cái bố thí đó mới là hoàn toàn trong sạch và không có tạo ra nghiệp. Cho nên mình không có phải tái sinh để hưởng cái quả đó, hiểu không? Cho nên mình cũng có làm, nhưng mà cái tâm mình là cái tâm trống không, cho nên không có tạo ra nghiệp để mà tái sinh, gọi là ba la mật. Thì tất cả những cái bước khác cũng phải bắt đầu bằng ở trong cái chỗ nhận thức hoàn toàn không lợi để mà làm, thì mới đáng gọi là ba la mật. Còn khi mình ở trong cái tâm này mà mình làm thì chưa gọi là ba la mật. Nhất là ở đây thì còn lậu hoặc nhiều, cho nên có khi làm sai. Ở đây là bắt đầu chuyển đổi, nhưng vẫn còn có thể có lậu hoặc. Ở trong cái tâm này, tâm bậc thánh rồi, nhưng vẫn còn lậu hoặc chút chút. Tới đây thì mới xem như là chấm dứt lậu hoặc. Nhưng công hạnh chưa đầy đủ, phải còn thực hành những cái này nữa, là của giai đoạn của Bồ Tát. Đời đời giáo hóa chúng sinh à, đời đời đi phục vụ cho đời này, thì mới hoàn thành cái công việc, công hạnh của một cái quả vị Phật. Ngoài ra trong chương trình của lớp trung cấp 3 mình còn có một cái tư liệu mình đã học, đó là thập địa Bồ Tát, nhớ không? Thập địa là 10 giai đoạn tu tập của hàng Bồ Tát. Mà cái địa thứ nhất gọi là quan hỷ địa, là nhận ra được chân nhân là cái gì. Thì nó nằm ở chỗ nào? Nhận ra được chân nhân, nhận thức biết không rồi. Nhận ra được chân nhân nó nằm ở đây, trí năng tỉnh ngộ nè. Cái địa thứ nhất của Bồ Tát địa, của Bồ Tát địa nè, nhận ra được chân nhân. Tu tập nè, nghe giảng pháp hay là đọc kinh sách nhận ra được bằng trí năng tỉnh ngộ thôi. Rồi mới bắt đầu là giữ giới đức. Rồi lên tới cái cực nan thắng địa đó là cái thứ năm. Cực nan thắng địa là bắt đầu dừng được tầm và tứ. Tâm dừng lại, các vị tổ nói là khó quá, khó quá. Tâm dừng rất khó. Đi chỗ này nè, là bước thứ năm của tôi, thập địa. Là bắt đầu dừng đó. Rồi, khi chân như thể nhập được rồi, gọi là chân như tự ngộ. Là mình ở đây và mình nhận ra cái trạng thái tâm như của mình, không còn phải nhìn ra bên ngoài nữa. Thì đây mới là bước thứ 8 của thập địa Bồ Tát, là chân nhân tự ngộ. Rồi từ đó mới phát huy trí tuệ tâm linh. Bước thứ 9, bước thứ 10 là cái bước của phát huy trí tuệ, tức là cái phần Phật tánh này nó bắt đầu nó phát huy ra, là bước 9, bước 10. Đó là thập địa Bồ Tát. Rồi bây giờ con đường đi của mình, con đường đi của mình á, mình đi theo bốn cái phương thức là quán chỉ định huệ. Khi mình học về thiền quán, phương thức căn bản là ở đây, mình học về ngũ uẩn tam pháp ấn nè, nó thuộc về quán. Quán tam pháp ấn là anupassana đó, đó là quán. Rồi khi mình bắt đầu thiền chỉ, nghe tiếng chuông, giữ cái biết, mình đã nghe thôi. Thư giãn lưỡi là tâm mình dừng lại, hay là thiền hành, đi, chỉ, biết, đi. Đó là mình thực hành đúng theo cái từ chánh niệm mà Đức Phật dạy ở trong cái tứ niệm xứ.
đi biết đi, đứng biết đứng, cái chân đạp xuống chạm đất biết đừng đi, hay là hít thở cũng chỉ thầm niệm biết thôi. Cái đó là mình bắt đầu mình thực hành về thiền, cái biết không lời của tỉnh giác. Thì đây là quán, còn đây là chỉ tức là samatha. Mình bắt đầu mình thực hành những cái chiêu thức trong đó căn bản, và định là samadhi. Cô nhiếp Phật sanh này không biết có quay vô có thấy không, hay là muốn cô đổi Phật khác? Có thấy ha, mình đỏ thấy không hay là mình sanh này?